Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trong năm 2020, toàn tỉnh có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị ARV. Các bệnh nhân điều trị ARV đều cải thiện sức khỏe và có cuộc sống bình thường như người khỏe mạnh không nhiễm bệnh. Nhờ đó đã mang lại hy vọng cho người nhiễm và giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Nhân hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS, chúng tôi muốn chuyển tải những tín hiệu lạc quan cho những người đang bị nhiễm HIV để họ có niềm tin vào cuộc sống và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV mang lại nhiều lợi ích lâm sàng và dự phòng HIV, cải thiện tỷ lệ sống sót và giảm thiểu tỷ lệ nhiễm mới HIV ở cộng đồng. ARV là thuốc kháng virus, dùng điều trị cho những người nhiễm HIV có tác dụng làm giảm sự phát triển của virus và làm chậm việc chuyển sang giai đoạn S. Đặc biệt, điều trị ARV sớm cho người nhiễm, tức là điều trị ngay khi phát hiện nhiễm HIV, mang lại những lợi ích to lớn cho người bệnh, giúp người nhiễm HIV hồi phục được hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc những bệnh nhiễm trùng cơ hội nguy hiểm, giúp giảm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và chi phí nằm viện, từ đó giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Bên cạnh đó, điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV mạnh khỏe, có cuộc sống bình thường, tiếp tục học tập và lao động, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Điều trị ARV sớm sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan virus sang người khác như vợ chồng, bạn bè, con cái, từ đó sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Đặc biệt, nếu phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng ARV ở giai đoạn sớm và con của họ được dùng sữa ăn thay thế sữa mẹ, thì tỷ lệ lây nhiễm có thể dưới 2%. Ngược lại, khi điều trị ARV muộn, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, người nhiễm dễ bị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Lúc này, điều trị sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Vì vậy, việc cần thiết nhất là đối với người có nguy cơ cần đi xét nghiệm để sớm và tiếp cận điều trị kịp thời nếu bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, cần lưu ý thuốc kháng virus ARV phải điều trị suốt đời, phải uống thuốc đều đặn hàng ngày, uống đúng loại thuốc, đúng liều lượng, đúng thời gian. Tiếp cận sớm với điều trị ARV, sử dụng phác đồ đúng và tuân thủ điều trị tốt sẽ đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài. Trong suốt quá trình điều trị, cần phải luôn thực hiện biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho cộng đồng như không sử dụng chung bơm kim tiêm và các dụng cụ có khả năng dính máu, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập luyện thể dục thể thao. Cho đến nay thì mình phát hiện được là 2.557 trường hợp. Thì trong đó thì nó chuyển sang S là 2.093. Và tử vong do S thì là 1.194 trường hợp. Hiện nay chúng ta còn quản lý được là 1.363 trường hợp. Đó thì cũng có cái một số cái hoạt động để mà phòng chống HIV. Thì chúng tôi đưa ra thì là trong năm 2020 đến tháng 9 năm 2020 thì chúng tôi phát hiện thêm là 130 trường hợp mới. Trong đó thì có 11 trường hợp là lây truyền từ mẹ sang con. Thì số lây truyền từ mẹ sang con thì nói chung là cũng được phòng và xét nghiệm cho đứa trẻ hoàn toàn. Một số trường hợp hoạt động khác là cũng như chúng tôi làm cái công tác tuyên truyền, giám sát, nói chung là tuyên truyền vận động để cho cái đối tượng nguy cơ cao, thứ nhất, thứ hai là trong cộng đồng để họ thấy, phát hiện cái bệnh của mình, cũng như là họ thấy cái bệnh mình như thế nào đó để họ đi xét nghiệm sớm, để phát hiện sớm trong cộng đồng và để mình có hướng điều trị để mà giảm lây lan trong cộng đồng. Cũng như một số thanh niên khác trong xã, sau khi phát hiện mình đã bị nhiễm HIV, anh Kim Van cũng rất suy sụp tinh thần. Nhưng được các cộng tác viên y tế cơ sở vận động và hướng dẫn tận tình cách điều trị ARV, vợ chồng anh đã đến cơ sở y tế thăm khám và thực hiện theo đúng phác đồ điều trị. Và cho đến bây giờ, sức khỏe của anh gần như đã trở nên bình thường. Thì thưa anh, cái mình uống thuốc ARV này mình uống đúng thời gian, như là mình không có quên thời gian mà mình uống, như là mình cái thời gian mình uống là đúng giờ đúng giấc nè, như là mình ăn cơm vậy á, hàng ngày á mình không có quên
cái tác dụng phụ của thuốc mà uống đầu tiên thì cái nó sức khỏe mình hơi bấp bênh một xíu, như là buồn nôn hoặc là nhức đầu, ói mửa gì á, rồi tiêu chảy đủ thứ. Nhưng mà tới chừng mình uống thuốc này trong một thời gian ngắn rồi thì nó sức khỏe mình lại ổn định, cái CD4 mình tăng lại. Nhưng là nó cái thuốc này nó cái ngăn chặn con virus HIV đó nó giảm xuống, còn cái sức đề kháng mình nó tăng lên đó. Thí dụ Kim Quan lúc này thì gắng uống thuốc hai vợ chồng đều đủ hàng ngày, đúng giờ đúng giấc. Thì thí dụ xét nghiệm lại thì tại con virus á thì nó bây giờ hiện tại là âm tính luôn, nó báo với mấy anh là âm tính hết đó. Cái sức khỏe mình cũng ổn định. Em hồi phát chuyển bệnh là cũng 9 năm rồi. Nhưng mà em đi thăm rồi xét nghiệm máu á, bác sĩ nói là mình dính cái bệnh cái HIV đó. Rồi sau này thì em điều trị lên bệnh viện Bạc Liêu mình nè. Rồi bác sĩ cho mình điều trị thuốc, mấy ăn vậy uống, rồi bác sĩ nói uống cái nào mà đúng giờ, đúng giờ đúng giấc gì đó. Rồi để chăm để cho mình nó khỏe từ từ lên. Thực tế việc điều trị ARV đúng phác đồ, kịp thời điểm cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa được sự phát triển và lây lan nguồn virus, và bệnh nhân có quyền kéo dài sự sống, lạc quan để hòa nhập với cộng đồng. Vì điều trị ARV sẽ giúp người nhiễm HIV hồi phục được hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc những bệnh nhiễm trùng cơ hội nguy hiểm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh đó, điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV có cuộc sống bình thường như người khỏe mạnh không nhiễm bệnh, giúp người bệnh tiếp tục sống, học tập và lao động, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, điều trị ARV còn giúp giảm chi phí thuốc men, chi phí khám chữa bệnh và chi phí nằm viện, từ đó giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Đặc biệt đối với những bệnh nhân bị đồng nhiễm viêm gan B với HIV, thì việc tiếp cận sớm với điều trị bằng thuốc kháng virus ARV cũng đồng thời có tác dụng điều trị ức chế virus viêm gan B, ngăn chặn tiến triển của viêm gan B tới xơ gan và ung thư gan. Điều cơ bản là áp dụng phương pháp này sớm sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan virus sang người khác như vợ chồng, bạn bè, con cái. Thuốc ARV được chứng minh giảm đến 96% nguy cơ lây truyền qua đường tình dục. Đặc biệt, nếu phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng ARV ở giai đoạn sớm và con của họ được dùng sữa ăn thay thế sữa mẹ, thì tỷ lệ lây nhiễm có thể dưới 2%. Chính nhờ những ưu điểm này mà các trung tâm y tế đã tích cực vận động bệnh nhân đến để kiểm tra có biện pháp điều trị sớm nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong việc kiểm soát tình hình bệnh HIV trên địa bàn. Tuy nhiên, cần lưu ý thuốc kháng virus ARV phải điều trị suốt đời, phải uống thuốc đều đặn hàng ngày, uống đúng loại thuốc, đúng liều lượng, đúng thời gian và thực hiện chế độ ăn phù hợp với từng loại thuốc được sử dụng, tránh ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc. Không sử dụng rượu bia cùng với thuốc để tránh xảy ra các tác dụng không mong muốn. Tiếp cận sớm với điều trị ARV, sử dụng phác đồ đúng và tuân thủ điều trị tốt sẽ đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài. Lúc em bị bệnh là cơ thể em là suy sụp, suy yếu lắm. Không có sức, không có gì, hoạt động gì được chứ. Cái khi đi không nổi, nhiều lúc đó, đi bước một bước là nó không bước, đi không nổi lắm mà bò không nổi. Và mà bị dính trong trại giường đó, chỉ có là kêu cha mẹ thôi à. Còn ói ỉa thì cứ kêu về tại đó luôn. Lúc mà đi lấy thuốc uống á, là uống từ từ, nó cũng chưa được mà tiếp xúc với thuốc lại đó. Từ từ mới tiếp xúc được thuốc lại, rồi từ từ giảm gân mình, từ từ nó lên khỏe lại từ từ ha. Phải là từ từ mình động tác từ từ được, tập đi từ từ giống người con nít mới lên vậy đó. Nó gì thôi. Vì đi ăn uống thì con ăn uống cũng bình thường, cũng ăn cũng được. Gán rồi tập đi từ từ mới được. Cái thời gian đó là khoảng bao nhiêu tháng thì mình thích ứng được với thuốc? Thường thường nó khoảng là 4-5 tháng thôi. Khi một năm đó. Ăn thua mình hoạt động thôi. Còn mình nằm hoài là không đi là
là mình khó chịu lắm. Dạ. Cái thời điểm mà mình bệnh mà cơ thể yếu đó thì mình cân nặng khoảng nhiêu ký? Lúc bị cơ thể yếu cân nặng của em cũng khoảng 20 mấy ký rồi. Dạ, nó gút gì đó. Rồi cho tới bây giờ uống thuốc rồi bây giờ lên được nhiêu ký vậy? Dạ, bây giờ lên được khoảng là 50 mấy ký rồi. Trong suốt quá trình điều trị, cần phải luôn thực hiện phòng tránh lây nhiễm HIV cho cộng đồng bằng việc không sử dụng chung bơm kim tiêm và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập luyện thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội. Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIVS, điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và do đó có thể giảm nguy cơ tử vong, giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Khi người nhiễm HIV được điều trị bằng ARV có thể phục hồi sức khỏe, tiếp tục sống, học tập và lao động, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mặc dù điều trị bằng ARV sớm có lợi ích rất lớn như vậy, nhưng hiện nay mới chỉ có khoảng hơn 50% người nhiễm HIV được chẩn đoán tham gia chương trình điều trị ARV. Điều này chứng tỏ còn một số rất đông những người nhiễm HIV vẫn rất tự ti, mặc cảm khi biết mình chẳng may nhiễm loại virus nguy hiểm này. Điều này bắt nguồn chỉ từ một lý do, đó là các đường lây bệnh có dính líu tới vấn đề tệ nạn. Tuy nhiên, khi đã vượt qua mặc cảm của bản thân, thì bệnh nhân nhiễm HIV dễ dàng tiếp cận với phương pháp điều trị ARV, có cơ hội kéo dài cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Để hiệu quả này luôn được phát huy, phải kể đến sự nỗ lực hoạt động của câu lạc bộ đồng đẳng thông qua các đồng đẳng viên. Bên cạnh việc vận động giúp các bệnh nhân hòa nhập với cộng đồng, câu lạc bộ đồng đẳng còn tìm cách hỗ trợ cho các bệnh nhân về đồng vốn nếu như họ có nhu cầu và kế hoạch làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là cách để giúp những người bị nhiễm HIV tự tin hơn, xóa bỏ mặc cảm để tích cực giữ gìn sức khỏe, kéo dài sự sống như những người bình thường khác. Hàng năm thì Hội Phụ Nữ tỉnh cùng với phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và câu lạc bộ cũng có sơ kết đánh giá mỗi một năm hoạt động như thế và đưa ra cái hướng hoạt động cho câu lạc bộ. Như vậy thì đối với những cái trường hợp mà mình phát hiện ra là họ cũng bị nhiễm mà họ còn e ngại chưa dám tiếp cận với cộng đồng ấy, thì là mình cũng có phân công tất cả các anh em là có cái biện pháp tiếp cận để nhằm làm như thế nào đó, vận động trước hết là các cái đối tượng này họ tham gia vào câu lạc bộ của mình, để rồi từ đó thì họ sẽ tự tin hơn và họ sẽ hòa nhập vào với cộng đồng. Với các anh thì đối với các cái thành viên trong câu lạc bộ, khi tham gia vào câu lạc bộ này thì đương nhiên là họ cũng có những cái quyền và những cái trách nhiệm. Cái quyền trước hết, cái quyền của họ là họ được tham gia vào hoạt động câu lạc bộ, được là quan tâm chăm sóc những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe, cũng như là được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Và hàng tháng như thế đó thì mỗi tháng, mỗi chủ đề, mỗi nội dung, chúng tôi sẽ cung cấp những cái kiến thức xoay quanh cái việc chăm sóc sức khỏe, xoay quanh cái kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình, xoay quanh cái kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Và đến thời điểm này thì 100% hộ gia đình đều có mô hình làm ăn đạt hiệu quả. Và 100% hộ gia đình trong câu lạc bộ thì đều là gia đình hạnh phúc, không có cái tình trạng bạo lực gia đình hoặc là không có cái tình trạng là không gia đình mất hạnh phúc hay là đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, và góp phần cùng với địa phương là xây dựng khóm văn hóa đạt cái hiệu quả. Sự hy sinh, chia sẻ và đồng cảm của những nhân tố này chính là động lực giúp cho các bệnh nhân nhiễm HIV nâng cao ý thức, chăm lo sức khỏe cho bản thân nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Chương mục Sức khỏe cho mọi người kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.